thứ ba cũng là đêm cuối cùng của lễ cuối năm, với chủ đề chính là những cảm xúc thăng hoa của âm nhạc, đã thực sự đốt cháy giá lạnh 11 độ của mùa đông Hà Nội. Nhóm nhạc Shine In đã đảm nhận làm nóng không khí từ lúc hoàng hôn. Tiếp theo đó là hai cô MC xinh đẹp đã chính thức mở màn đêm diễn của âm nhạc vào tuổi trẻ. Mai Thỏ đẹp rực rỡ và lôi cuốn như một bông hoa trong đầm giáo hội màu vàng, khoe trọn ba vòng và đường cong sexy gợi cảm. Và người bạn diễn của cô, MC Minh Ngọc cũng thật nổi bật và lộng lẫy với thiết kế váy đỏ rực. Nhóm nhạc IMI Band đã khởi động sân khấu và cùng khán giả bay hết mình trong ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Tiếp đến là màn biểu diễn quả cầu ma thuật của Huy Khánh, trưởng nhóm câu lạc bộ Contact Juggling tại Hà Nội. Nữ ca sĩ trẻ Phương Suri xuất hiện và trình diễn liên tiếp hai ca khúc với trang phục cá tính, dường như gió lạnh không làm giảm nhiệt huyết của cô nàng. Ảo thuật Jaji, chàng trai đang ôm ấp dự định ra sách ảo thuật, cũng chuẩn bị những món quà vô cùng tuyệt vời dành tặng khán giả. Thay vì diễn ảo thuật trên sân khấu, Ji trổ tài với những màn ảo thuật đường phố, anh chàng lần lượt mời từng khán giả tham gia với tiết mục của mình. Với gương mặt baby và phong cách trẻ trung, gần gũi, Ji đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lễ hội cuối năm sẽ thiếu phần sôi động nếu không có những vũ điệu K-pop đầy sức sống, tưng bừng trên sân khấu của nhóm nhảy YG Love Crew. Và khi ca sĩ Hoàng Hải xuất hiện, sân khấu gần như rung chuyển bởi sự hâm mộ với hoàng tử V-pop. Đáp lại tình yêu đó của khán giả, Hoàng Hải hát sung hơn bao giờ hết. Bài thánh ca buồn du dương êm ái, sau đó nam ca sĩ Tìm Lại Thời Gian đã đốt cháy không khí tại Indochina Plaza Hà Nội với Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Đặc biệt là cô nàng MC Hot Girl Mai Thỏ cũng góp giọng trong phần trình diễn của anh. Hoàng Hải và Mai Thỏ vừa âu yếm vừa song ca như một đôi tình nhân. Đến lúc này thì mùa đông thực sự đã bị đánh bại. Trên sân khấu, Hoàng Hải, MC Minh Ngọc, Hot Girl Mai Thỏ và nhóm YG Love Crew cùng hòa mình vào màn nhảy Gangnam Style, vũ đạo ngựa nổi tiếng trên thế giới. Giai điệu của ca khúc Happy New Year vang lên cũng là lúc kết thúc chương trình. MC Minh Ngọc gửi tới chúc đến khán giả và truyền tải thông điệp của lễ hội cuối năm. Đó là nơi chúng ta chia sẻ thời khắc giao thời với những kỷ niệm tuyệt vời, tiễn chân năm cũ, đón mừng năm mới bên gia đình, người thân và đặc biệt là tình yêu thương giữa người với người hòa trong sự thăng hoa của nghệ thuật. Không còn khoảng cách, khán giả, ca sĩ, khách mời và MC đều tương mừng hòa nhịp trong giai điệu sôi động, đón chào một năm 2013 với nhiều cơ hội, thành công đang chờ đón.